Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy kênh này nhằm hỗ trợ các em học môn vật lý lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 12, độ to của âm. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu biên độ dao động là gì, đơn vị của biên độ dao động, âm có mối quan hệ như thế nào với biên độ dao động. Bây giờ chúng ta sang học bài mới. Hôm trước chúng ta học bài 11, đó là độ cao của âm. Như chúng ta biết, âm phát ra càng cao, tức là âm bổng, khi tần số dao động càng lớn, và âm phát ra càng thấp, tức là càng trầm, khi tần số dao động càng nhỏ. Còn hôm nay chúng ta học độ to của âm. Độ to của âm chúng ta hiểu giống như khi chúng ta nói chuyện thì âm thanh đến tai ta nghe vừa phải, nhưng khi chúng ta đi ra ngoài phố thì độ to của âm rất là lớn, nó là tiếng xe cộ, tiếng của âm thanh và nhiều tiếng động khác nữa. Hoặc chúng ta ra sân bay, chúng ta thấy sự gầm thét của động cơ máy bay rất là to, thì đó chính là độ to của âm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu độ to của âm phụ thuộc vào những yếu tố nào. Trước hết chúng ta học mục một lớn, đó là biên độ dao động. Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo một cái thí nghiệm nhỏ sau đây. Đây là hình ảnh một quả lắc A. Từ vị trí A nó đến vị trí cân bằng là điểm O, rồi nó chuyển động qua vị trí B, rồi nó trở lại O, sau đó nó trở lại A. Thì như vậy, theo bài trước ta biết, nó là một dao động, hoặc là dao động toàn phần. Khi đó, số dao động trong một giây thì gọi là tần số dao động, và tính bằng đơn vị hertz. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục thực hiện kéo quả lắc lệch khỏi vị trí cân bằng O này một khoảng nào đó. Và khi đó chúng ta cho dao động như sau. Nếu thầy rời cái vị trí của điểm A lệch so với vị trí cân bằng lớn hơn, thì chúng ta sẽ quan sát lại cái tần số dao động của nó. Các em thấy thời gian để thực hiện một tần số dao động lần thứ hai khi chúng ta kéo cao lên thì nó nhanh hơn lần thứ nhất khi chúng ta để thấp xuống. Các em quan sát nó chuyển động rất là chậm. Bây giờ thầy kéo cao lên một tí, tức là lệch khỏi vị trí cân bằng lớn hơn lúc nãy, thì chúng ta thấy tần số dao động của nó trong một khoảng thời gian là rất nhanh. Thì kéo lệch khỏi vị trí cân bằng một khoảng nhỏ hơn thì các em thấy nó chậm hơn. Và khi đó, cái khoảng cách từ điểm A này, này mà đến vị trí cân bằng thế này các em này, người ta gọi là biến độ của dao động. Thì từ đây chúng ta hiểu thế nào là biến độ dao động. Bây giờ thầy thí nghiệm lần thứ nhất. Lần một kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng bằng một đoạn nhỏ rồi thả ra. Lần hai chúng ta cũng kéo một con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn lớn hơn rồi thả ra, thì chúng ta có nhận xét gì? Tần số trong hai lần là khác nhau, lần sau là lớn hơn lần trước,
Và lần hai con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng lớn hơn, ta nói con lắc có biên độ dao động lớn hơn. Ví dụ ở vị trí này thì con lắc có biên độ, các em hiểu như là khoảng cách từ điểm O đến điểm A này. Nhưng nếu thầy kéo điểm A lên cao hơn, lệch khỏi vị trí cân bằng lớn hơn thì biên độ của nó lớn hơn. Thế thì khi đó bằng thực nghiệm có ghi âm thì người ta thấy nếu biên độ càng lớn thì âm phát ra càng to. Như vậy đó chính là mối quan hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng thì được gọi là biên độ của dao động. Như vậy biên độ dao động chính là độ lệch lớn nhất của dao động so với vị trí cân bằng của nó, được gọi là biên độ dao động. Thế di chuyển các biên độ dao động khác nhau, ví dụ thầy cho điểm A trùng với điểm cân bằng thì biên độ dao động của nó bằng 0. Mà thầy lệch khỏi vị trí này thì biên độ dao động là cái khoảng cách từ O đến A đấy các em. Hoặc thầy kéo cao lên thì biên độ dao động của nó lớn hơn. Và khi đó bằng thực nghiệm thầy đã nói với các em là biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to, mà biên độ dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng bé. Nhớ là âm to và âm nhỏ khác với âm cao, âm thấp, tức là âm bổng và âm trầm. Âm bổng và âm trầm thì phụ thuộc vào tần số dao động, còn âm to và âm nhỏ thì phụ thuộc vào biên độ dao động. Bây giờ chúng ta vào thực hiện một thí nghiệm ảo sau đây để chúng ta hiểu như thế nào là độ to của âm. Ở trên hình vẽ, các em thấy có hai sợi dây đàn, tương trứng cho hai sợi dây đàn thế này. Bây giờ thầy sẽ kéo sợi dây đàn này với tần số dao động là 3.99 Hz, tức là muốn đến nói đến cái độ cao của âm. Bây giờ thầy cũng kéo sợi dây đàn này, nhưng mà với tần số dao động nó lớn hơn, tức là 8.9 Hz. Thì các em quan sát cái độ lệch của vị trí cân bằng ở hình 2 này này, so với độ lệch cân bằng ở vị trí hình 1 là ở hình 2 này, nó lớn hơn. Và dĩ nhiên tần số dao động ở hình 2 này nó lớn hơn, cho nên âm ở hình 2 này phát ra cao hơn, và tần số dao động của hình 1 nhỏ hơn, cho nên âm phát ra trầm hơn. Như vậy giữa độ to, độ nhỏ của âm cũng có liên quan đến độ cao, độ thấp của âm, tức là âm trầm âm bổng. Như vậy thì nhìn vào hình 2 các em thấy này, âm thanh phát ra sợi dây đàn ở nhai này ấy, là vừa to mà vừa cao. Còn âm thanh phát ra ở sợi dây đàn hình thứ nhất này vừa trầm mà vừa nhỏ. Một hai lớn là độ to của âm và biến độ dao động. Thí nghiệm độ to của âm chịu ảnh hưởng bởi biến độ dao động của nguồn âm. Và người ta nhận xét bằng thực nghiệm đo độ to của âm và dao động thì chúng ta có kết luận sau: biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm nghe được càng to. Như vậy độ to của âm chịu ảnh hưởng bởi biên độ dao động, còn độ cao hoặc độ trầm của âm thì được ảnh hưởng bởi tần số dao động. Thế thì âm to và âm nhỏ thì người ta dùng đơn vị là decibel để đo. Bây giờ chúng ta sang đơn vị đo độ to của âm. Ba lớn: âm to, âm nhỏ, decibel. Độ to nhỏ của âm được đo bằng đơn vị decibel và ký hiệu là d nhỏ b lớn như trên hình màn hình mà các em đã thấy.
Bây giờ các em quan sát độ to nhỏ của âm như sau. Cột độ to nhỏ của âm và đơn vị decibel. Tiếng nói thì thầm có đơn vị là 20 decibel, tiếng nói bình thường là 40 decibel, tiếng nhạc to là 60 decibel, âm thanh đường phố nhộn nhịp là 80 decibel và âm thanh máy hàng nặng hoạt động là 100 decibel và tiếng sét ở gần thì 120 decibel và ngược nghe đau tai là 130 decibel. Nếu trên ngược này, tức là độ to của âm lớn hơn 130 decibel thì có thể làm thủng màng nhĩ. Thế thì bây giờ thầy sẽ mô tả cho các em là những âm to âm nhỏ ở mức độ là nói bình thường cho đến âm của máy hàng nặng thể hiện như thế nào về biên độ dao động của nó. Các em theo dõi thí nghiệm sau. Thầy điều chỉnh biên độ dao động ở mức 40, tức là tiếng nói bình thường, thì các em sẽ quan sát cái biên độ dao động được thể hiện như sau. Các em thấy có những cái đường mờ không? Biên độ dao động là nó thể hiện bởi cái độ mờ, độ đậm của những cái nét ở trên màn hình như con chạy. Như vậy đây là tiếng nói bình thường, thì biên độ dao động nó thể hiện được các hình mờ đang còn đi đến tai người nghe. Tiếng nói này là tiếng nói hơi to, 50 decibel. Còn tiếng nói khi này là tiếng nói nhỏ hơn, 40 decibel. Bây giờ thầy tăng lên 60 decibel, tức là âm thanh ngoài đường phố được em. Âm thanh này là âm thanh ở những nơi đông đúc, các em thấy cái đường nó đầm hơn, chứng tỏ là độ to của âm lớn hơn. Bây giờ thầy tăng lên 70 decibel. Các em thấy đường nó đầm hơn, chứng tỏ là độ ồn nó rất lớn. Bây giờ thầy tăng lên 80 decibel. Các em thấy độ ồn, tức là độ to của âm được thể hiện bằng nét đầm hơn. Nếu các em thấy trên này. Đây là 90 decibel. 100 decibel á là tiếng máy móc hàng nặng. Em quan sát 100 decibel ban đầu. Để các em thấy 100 decibel này nó đậm hơn, to hơn. Như vậy đây là cái tiếng ồn quá to đúng không? Ở ngoài đường phố thì tiếng ồn khoảng 80 decibel, còn tiếng ồn đây là 100 decibel. Như vậy là chúng ta đi vào những cái công xưởng có các máy móc hoạt động ở nhiều nơi, ở nhiều vị trí. Cho nên ở những chỗ này thì cái người làm việc người ta phải mang một cái máy giảm âm ở tai. Như chúng ta thấy trên các tàu sân bay, các người điều khiển để sân bay bay đi thì người ta đều có những cái trục tai để người ta bảo vệ tai, đồng thời để liên lạc. Như vậy rõ ràng là các em hiểu là cái độ to của âm phụ thuộc vào đơn vị decibel. Và đơn vị decibel càng lớn thì độ to của âm càng lớn. Tức là muốn nói đến những cái sóng ở trong không gian mà nó truyền đến tai ta rất là to và được thể hiện bằng màu đậm trên hình vẽ. Còn bản chất của nó thì lên lớp 12 các em sẽ nắm được vấn đề này. Bây giờ các em chỉ hiểu cho thầy là mô tả về độ to của âm là được thể hiện bởi các cái đường sóng mà nó truyền trong không gian để đến ta, tai ta rất là lớn, rất là to như hình vẽ, thì khi đó tai ta nghe âm thanh và to hơn. Bây giờ trở về bài học. Như vậy thì bài học hôm nay các em phải nắm được biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm nghe được càng to, biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ thì âm nghe được càng nhỏ. Và các em phải nhớ một vài móc đơn vị decibel để mô tả âm thanh như thế nào để chúng ta biết.
Thầy nhắc lại, tiếng nói thì thầm là 20 decibel, tiếng nói bình thường là 40 decibel, còn kém nói to hơn một chút nữa thì là 50 decibel, tiếng nhạc to là 60 decibel. Còn âm thanh trên đường phố nhộn nhịp khi đông người là 80 decibel, còn nhộn nhịp hơn thì có thể nó tăng lên 90 decibel, mà nó ít nhộn nhịp hơn thì các em hiểu là 70 decibel. Còn các em đi vào các cái nhà máy hoạt động hàng nặng, ví dụ nhà máy sản xuất xi măng hoặc là nhà máy gang thép, thì những tiếng máy nó hoạt động âm ầm chẳng hạn như thế, thì các em sẽ nhận được là cái độ to của âm là khoảng 100 decibel, cái độ lớn của sóng sét lên đến 120 decibel. Còn khi mà các em nghe ngược đau tai 130 decibel, đó là các em đứng phía sau động cơ của máy bay, hoặc là tiếng bom nổ hoặc tiếng đạn nổ ở gần. Bây giờ tiếp tục bài học. Bài tập câu C 4 trang 36, khi gảy mạnh một chiếc đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ, tại sao? Thì khi các em gảy mạnh một chiếc đàn thì cái vị trí của chiếc đàn khi gảy so với vị trí cân bằng là nó lớn hơn so với khi gảy yếu, tức là biến đổi dao động lớn hơn. Như trên hình vẽ các em thấy mh này gảy mạnh, mh này lớn hơn, tức là chúng ta gảy mạnh cái dây đàn này, còn mk dây này nhỏ hơn thì ta gảy dây đàn hay yếu thì nghe âm thanh sẽ nhỏ hơn. Bây giờ ta giải thích. Vì khi gảy mạnh dây đàn thì làm cho biến đổi dao động của dây đàn lớn nên ta nghe tiếng đàn to. Vậy là rõ rồi các em. Thứ hai là so sánh biến đổi dao động của điểm giữa sợi dây đàn và điểm M trong hình vẽ. Thì biến đổi dao động trong hình vẽ thứ nhất thì lại hát là trung điểm của cái đoàn từ đầu này đến đầu kia của sợi dây đàn. M cũng là trung điểm với cái cung ở giữa sợi dây đàn. Thì biến đổi dao động MH ở phía trên này sẽ lớn hơn MK ở dưới này. Biến đổi dao động là khoảng cách từ M đến vị trí cân bằng. Dựa vào hình vẽ thì ta thấy biến đổi dao động của hình trên lớn hơn biến đổi dao động hình dưới, tức là bằng cái độ lệch giữa cái vị trí M này so với vị trí cân bằng này. Bây giờ chúng ta sang làm bài tập tiếp theo. Câu C 6, khi máy thu thanh phát ra âm to âm nhỏ thì biến đổi dao động của màng loa khác nhau thế nào? Về nhà kém quan sát thì kém đã thấy là khi máy thu thanh phát ra âm to thì biến đổi dao động của màng loa lớn hơn biến đổi dao động của màng loa khi phát ra âm nhỏ. Bây giờ hãy ước lượng độ to của tiếng ồn trên sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng nào. Tiếng nhạc to là 60 decibel, âm thanh đường phố là 80 decibel. Thế thì khi các em ra chơi thì những tiếng la hét rồi là những tiếng đùa vui thì các em nói rất to. Cho nên âm thanh nó nằm trong khoảng từ 60 đến 80 decibel. Tiếng ồn trong sân trường giờ ra chơi nằm trong khoảng từ 60 decibel đến 80 decibel. Như vậy là qua bài học hôm nay các em cần phải thấy được là độ to của âm hoặc độ nhỏ của âm thì phụ thuộc vào biến đổi dao động, còn âm cao và âm thấp thì lại phụ thuộc vào tần số dao động. Khi một âm phát ra vừa có bản chất của âm to âm nhỏ và vừa có bản chất của âm cao và âm thấp, chứ không phải tách rời nhau. Đây là hai vấn đề mà các em cần phải lưu ý. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức JP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.